Xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi tin tức 24 giờ mới nhất. Thưa quý vị, thời gian gần đây ghi nhận xảy ra liên tiếp các vụ án mạng kinh hoàng chỉ vì những mâu thuẫn nhỏ nhặt trong cuộc sống. Mới đây, công an huyện Vĩnh Bảo, thành phố Hải Phòng đang điều tra truy bắt một nhân viên cây xăng dùng hung khí tấn công tài xế xe tải dã man do mâu thuẫn chỗ đỗ ô tô. Sự việc đang khiến dư luận bàng hoàng bởi sự manh động của đối tượng này. Theo thông tin ban đầu, sáng 7 tháng 4, ông VNQ, sinh năm 1977, trú tại xã Tam Đa, huyện Vĩnh Bảo, điều khiển xe ô tô tải mang biển kiểm soát 15H031XX, dừng đỗ trước cửa nhà. Thời điểm này, một nam nhân viên cửa hàng xăng dầu Tam Đa kế bên nhà ông Quy đã yêu cầu ông Quy lái xe di chuyển sang chỗ khác vì chắn lối vào cửa hàng bán xăng dầu khi ông quy có phản ứng lại vì cho rằng đỗ xe trước cửa nhà mình không ảnh hưởng tới lối vào cửa hàng xăng dầu hai bên đã xảy ra lời qua tiếng lại dẫn đến mâu thuẫn sau đó ông quy đã bị nhân viên cửa hàng xăng dầu dùng hung khí tấn công chưa dừng lại khi người tài xế này vào nhà năm nhân viên cửa hàng xăng dầu mang theo dao đuổi cũng như tấn công liên tiếp nhiều nhát khiến quy gục ngã sau khi gây án nhân viên cửa hàng xăng dầu tam đa lập tức bỏ trốn khỏi hiện trường Ông V.N.Q được gia đình đưa vào bệnh viện đa khoa huyện Vĩnh Bảo cấp cứu. Ngay sau đó do tình trạng nguy kịch, nạn nhân đã được chuyển lên bệnh viện hữu nghị Việt Tiệp thành phố Hải Phòng. Hiện công an huyện Vĩnh Bảo đang tập trung truy bắt đối tượng gây án. Trước đó không lâu, dư luận cũng từng bàng hoàng trước vụ việc tại Hà Nội, tài xế ô tô đỗ xa quy định trong khu đô thị và bị khóa bánh xe. Khi bị nhân viên bảo vệ khu đô thị yêu cầu dừng xe để xử lý, thì liền dùng ô tô đâm bảo vệ trọng thương dẫn đến tử vong. Theo clip tại hiện trường thời điểm xảy ra vụ việc vào ngày 28 tháng 3 năm 2023, một chiếc xe ô tô màu trắng di chuyển khá nhanh trong khu vực nội bộ của khu đô thị và đâm vào một nhân viên bảo vệ khi anh này đang đi xe máy phía trước. Cú đâm mạnh đã khiến nam bảo vệ văng và người vào một chiếc ô tô khác phía bên phải rồi ngã xuống đường. Nạn nhân bị thương chảy máu và được đưa đi cấp cứu ngay sau đó. Ở diễn biến mới nhất, cơ quan chức năng đã làm rõ các thông tin liên quan. Theo đó, công an huyện Gia Lâm cho biết, khoảng 17 giờ ngày 28 tháng 3, công an thị trấn Châu Quỳ nhận được tin báo tại khu vực trước sảnh R102 Vinhomes Ocean Park xảy ra tai nạn giao thông. Sau khi nhận được tin báo, công an thị trấn Châu Quỳ đã khẩn trương xuống hiện trường làm rõ các thông tin. Sơ bộ xác định, lái xe Trịnh Bá Trọng, sinh năm 1984, cổ bi Gia Lâm, thành phố Hà Nội, điều khiển xe ô tô 29E01242, đỗ tại ngã tư Hải Đăng 3, Hải Đăng 9, thì bị anh Vũ Trung Dũng, sinh năm 1997, là bảo vệ Vinhomes Ocean Park, sử dụng khóa bánh xe về việc đỗ xe sai quy định. Sau khi trọng ra xe thì lên ô tô và di chuyển, anh Vũ Trung Dũng phát hiện sử dụng xe máy đuổi theo lái xe trọng, yêu cầu dừng lại xử lý theo quy định thì bị trọng dùng ô tô đâm vào xe máy gây tai nạn, khiến anh Dũng đi bệnh viện cấp cứu. Trong quá trình trọng điều khiển ô tô thì có va chạm với xe ô tô mèc LC300 mang biển kiểm soát 30G818XX gây hư hỏng phần đuôi xe và xe ô tô Hyundai Tucson màu đen 30G710XX gây thiệt hại hỏng phần đuôi xe. Về phía nạn nhân, mặc dù được đưa đi cấp cứu nhưng vết thương quá nặng, nạn nhân đã tử vong sau đó. Về phía tài xế Trịnh Bá Trọng, thời điểm sự việc xảy ra đã không chấp hành việc kiểm tra nồng độ cồn. Tuy nhiên trước sự cương quyết của lực lượng chức năng, nam tài xế phải chấp hành. Kết quả xác minh nồng độ cồn của người này là 0,454mg trên lít khí thở. Mức vi phạm này vượt mức xử lý kịch khung theo quy định tại Nghị định 100 trên 0,4mg trên lít khí thở. Cũng tại Hà Nội, tháng 11 năm 2023, Công an Hà Nội cho biết, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an quận Tây Hồ đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự và khởi tố bị can hai đối tượng để điều tra về hành vi cố ý gây thương tích. Xảy ra mâu thuẫn với nhóm của một người phụ nữ về việc tranh chấp vị trí đỗ xe tải và bốc giữa hàng, hai đối tượng đã đi trả thù, bắn người này bị thương. Trước đó vào khoảng 3 giờ ngày 17 tháng 10 năm 2023, công an quận Tây Hồ tiếp nhận tin báo từ chị L về việc bị một đối tượng sử dụng súng bắn đạn cao su gây thương tích tại khu vực ngã ba đường Âu Cơ Xuân Diệu, thuộc địa bàn phường Quảng An, quận Tây Hồ. Ngay sau khi nhận được tin báo, ban chỉ huy công an quận Tây Hồ đã chỉ đạo các đội nghiệp vụ cùng công an phường khẩn trương xác minh, bắt giữ đối tượng trong vụ việc là Đặng Văn Bình, sinh năm 1996, ở Quảng An, Tây Hồ, Hà Nội từng có hai tiền án Tại cơ quan công an, Bình khai nhận ngày 16 tháng 10 đã xảy ra mâu thuẫn với nhóm của chị L về việc tranh chấp vị trí đỗ xe tải và bốc giữ hàng tại khu vực ngã ba đường Âu Cơ Xuân Diệu thuộc phường Quảng An. Sau đó, Bình đã gọi cho Trương Quốc Phong, sinh năm 1995, trú ở Kim Mã, Ba Đình, Hà Nội, đến hỗ trợ để giải quyết mâu thuẫn với nhóm của chị L. Tại đây, Phong sử dụng một khẩu súng ngắn gây thương tích cho chị L rồi bỏ trốn. Căn cứ vào tài liệu điều tra, cơ quan cảnh sát điều tra Công an quận Tây Hồ ra quyết định khởi tố vụ án hình sự và khởi tố bị can đối với Đặng Văn Bình về tội cố ý gây thương tích, đồng thời tiếp tục truy bắt Trương Quốc Phong. Đến ngày 8 tháng 11, Công an quận Tây Hồ phối hợp với Công an cửa khẩu Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất và Công an thành phố Hồ Chí Minh đã bắt giữ Trương Quốc Phong khi đối tượng đang làm thủ tục nhập cảnh từ Campuchia vào Việt Nam. Tại cơ quan công an, Phong đã khai nhận hành vi phạm tội của mình. Qua xác minh ban đầu, đối tượng Phong từng có 4 tiền án về tội cướp tài sản và vừa ra tù vào tháng 5 năm 2023. Phong quen Bình khi chấp hành án phạt tù chung với nhau. Sau khi ra tù, Bình đến khu vực chợ Hoa Quảng An để bốc rỡ, vận chuyển hàng. Phong cũng thường đến hỗ trợ giúp đỡ cho Bình. Khi biết Bình có mâu thuẫn với chị L, Phong đã đến chửi bới, đe dọa nhóm chị L rồi lấy súng bắn chị L gây thương tích. Hiện công an quận Tây Hồ đang củng cố hồ sơ xử lý các đối tượng theo quy định cũng liên quan đến vấn đề nhắc nhở đỗ xe gây ra án mạng. Tại Đà Nẵng, ngày 12 tháng 3 năm 2021, bị cáo Phan Tín đã bị tòa án nhân dân thành phố Đà Nẵng tuyên án 9 năm tù về tội giết người sau vụ ẩu đả liên quan đến việc dừng đỗ xe tại trung tâm thành phố. Ngày 12 tháng 3, tòa án nhân dân thành phố Đà Nẵng mở phiên tòa xét xử sơ thẩm Phan Tín, sinh năm 1989, chú phường Hòa Cường Nam, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng về tội giết người. Theo nội dung vụ án, khoảng 10 giờ ngày 25 tháng 6 năm 2020, Phan Tín điều khiển xe ô tô chạy dịch vụ Grab chở khách đến Kiệt 241 Nguyễn Phước Nguyên, phường An Khê, quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng. Sau đó Tín đậu xe sắt vỉa hè trước nhà số 239 và 241 Nguyễn Phước Nguyên để ngồi nghỉ trong xe đợi đón khách về Thấy tín đỗ xe trước tiệm cắt tóc của mình, ông Nguyễn Văn Tuấn, sinh năm 1963, chú 241 Nguyễn Phước Nguyên, phường An Khê, quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng, đi ra nói tín di chuyển xe ô tô lên phía trước một chút để chừa đường cho khách vào cắt tóc. Trong quá trình giằng co, tín đấm ông Tuấn, làm ông Tuấn ngã ngựa, bất tỉnh và có biểu hiện nôn ói. Ông Tuấn được người thân đưa đến bệnh viện cấp cứu. Đến khoảng 5 giờ ngày 27 tháng 6 năm 2020, ông Tuấn tử vong tại bệnh viện kết luận nguyên nhân tử vong của ông Tuấn là do xuất huyết não vùng thái dương hai bên. Tín khai do ông Tuấn ném đá vào xe mình nên bị cáo không kiềm chế được cơn tức giận mới ẩu đả. Quá trình điều tra cũng như tại tòa, Tín đã thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải. Sau khi sự việc xảy ra, gia đình Tín đã bồi thường cho gia đình bị hại Nguyễn Văn Tuấn số tiền 250 triệu đồng. Đại diện gia đình bị hại có đơn xin bãi nại đối với Phan Tín, đồng thời tại tòa, vợ ông Tuấn tiếp tục xin hội đồng xét xử, xem xét giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo. Hội đồng xét xử Tòa án Nhân dân thành phố Đà Nẵng tuyên phạt Phan Tín 9 năm tù về hành vi trên. Có thể thấy chỉ vì những mâu thuẫn nhỏ nhặt do đỗ xe mà nhiều người đã không làm chủ được hành vi, sẵn sàng xông vào ẩu đà và tước đi mạng sống của người khác. Những hành vi trên thể hiện sự manh động, bất chấp vi phạm pháp luật nghiêm trọng của các đối tượng, khiến dư luận hoang mang. Chắc chắn với tội ác đó, các đối tượng sẽ nhận phải bản án thích đáng của pháp luật. Những thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình của chúng tôi ngày hôm nay cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi xin kính chào và hẹn gặp lại